Chào mừng các bạn quay trở lại website Vũ Hán đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách tìm ý tưởng idea bè nào thun vào cái mùa lễ Halloween, mùa Christmas. Thì đây là một cái thời điểm mà mình có thể tăng doanh thu gấp 3, gấp 4 lần so với những cái ngày lễ khác. Nên nếu mà bạn nào đã bán lỗ trước cách thời điểm trước đây trong năm á, thì các bạn có thể bán vào cái thời điểm này để có thể kéo lại cái lợi nhuận cho mình rất là tốt. Cái yếu tố mà bên Christmas thì mình nên nắm bắt đó là gồm có con tuần lộc, sừng và cái phương tiện xe kéo chở ông già Noel đi á, và kèm theo là ông già Noel gồm có râu tóc, tóc trắng, râu trắng, tiếng cười hô hô. Bên cạnh đó là có cây thông và có đèn trang trí. Ngoài không gian á, thì gồm có tuyết. Một vài cái bộ phim mình có thể kết hợp và nổi tiếng vào cái mùa Christmas á, thì là cái National Lampoon Christmas Vacation và bộ phim nữa Key and Peele. Một bộ phim khác là phim The Witch và phim Hallmark Movie Home Alone và L2003 và The Peanut Movie. Thì mình sẽ search thử một vài bộ phim cho mọi người coi trước khi mà vào ví dụ. Đây là bộ phim National Lampoon Christmas Vacation. Đây là cái bộ phim giống như là bộ phim Tây Du Ký ở Việt Nam á, nổi tiếng rồi, bộ phim hài thôi. Thì gồm có cái nhân vật ông này và đây là cái poster của cái bộ phim. Để mình coi sơ qua. Và trong bộ phim tiếp theo đó là Key and Peele. Cái bộ phim này thì nói về hai cái người này, cũng là phim hài thôi. Từ mình sẽ đề cập sâu vào cái bộ phim này. Đó, bộ phim The Witch, con quái vật màu xanh, mùa Christmas. Đây thì nó có một vài cái đặc điểm là nó màu xanh và nó vài cái biểu tượng tay. Đây thì các bạn để ý cái tay này, tại vì tới sẽ có ví dụ là cái tay này luôn. Rồi một cái nữa là Hallmark Movie, đây là một cái thương hiệu về bán những cái thiệp quà tặng này kia trong cái mùa Christmas á. Là một cái công ty gia đình ở bên Mỹ có tuổi đời lâu nhất, và họ bây giờ họ đã phát triển ra nhiều mảng khác nhau, như là về phim, về sản xuất phim, về sản xuất những cái sản phẩm khác nữa. Thì đây là một cái thương hiệu nổi tiếng. Cái logo của họ thì là xuất logo của họ trước. Logo của họ là Hallmark đây, với cái vương miệng. Rồi một cái bộ phim nữa đó là Ở Nhà Một Mình. Đây là một cậu bé ở nhà một mình, cũng là một cái bộ phim hài coi trong cái ngày lễ Giáng sinh ở bên Mỹ. Rồi L2013 này, đây là một bộ phim hoạt hình. Đây, phim hoạt hình ở bên Mỹ. Điểm qua một vài, và một cái bộ phim nữa đó là The Peanut Movie. Bộ phim này thì có nhân vật nổi tiếng đó là nhân vật Snoopy. Cái bộ phim này thường là những cái người có những cái người mà độ tuổi 40 trở lên thì người ta mới thích xem phim này. Phim này là tuổi thơ của họ, có nhân vật Snoopy này, Channing Brown này. Bây giờ mình sẽ vào ví dụ luôn. Cái nhân vật ở trong cái phim The Witch, đây cái câu này là câu quất bình thường đã bén tốt ở trên áo rồi, thì bây giờ là người ta sử dụng nhân vật The Witch vào kèm theo những cái bông tuyết để bén khá là tốt. Cái mẫu này bén trên 100k like. Ở dưới đây là bén cho cái nhóm nhạc The Beatles. Anh em nào chưa biết thì mình search thử The Beatles album, thì bìa của album cái nhóm nhạc này này nổi tiếng ở bên Mỹ. Và thay vì là người ta đi qua đường bình thường không có đội nón gì, thì đây là người ta thay bằng
đội nón ông già Noel vô kèm theo bông tuyết, bạn cũng trên 100k like luôn. Tuy nhiên là do mình chụp cái hình thôi, mình thời điểm đấy mình chưa có lưu lại chi tiết ấy, nên mình chỉ nhớ vậy thôi. Còn câu ở dưới đây ấy là bén tốt cho mọi thể loại khác, các bạn có thể thay thế con voi ở đây thay thế cho những cái con vật khác, con rùa, con gà, con bò, con heo ví dụ vậy, và thay thế cái hiệu ứng là cành cây của cây giáng sinh, cây thông á, và hiệu ứng tuyết kèm theo cái nón đội cho con voi này. Tất cả mình dịch sơ qua là tất cả những gì tôi muốn cho cái mùa Christmas là bạn. Tôi chỉ đùa thôi, tôi chỉ muốn là chỉ có con voi thôi, đùa. 24k like, 12.000 lượt chia sẻ và 12.000 lượt comment, đấy rất là tốt. Thì cái câu ở dưới đây ấy là trong cái bộ phim, nhân vật mà ở trong đây ấy là đóng vào cái vai là người giáo viên thay thế tạm thời ấy, thì ông đi vào một cái lớp học và ông điểm danh tất cả những cái học sinh ở trong đấy, thì cái cách phát âm cái tên riêng của từng học sinh khi mà ông điểm danh ấy thì bị sai hoàn toàn. Thì cứ một đến hai lần là tất cả những cái người học sinh kia là đều thấy sai và đều sửa ông, và ông nhất quyết là ông đúng, thì mấy người kia phải chiều theo là cách đọc của ông. Còn riêng cái cậu mà đeo kính đây ấy, thì cậu đã không có đi chiều theo cái ý kiến của ông, mà cậu khi mà ông đọc sai đến 4 lần ấy, thì cậu mới bực tức và cậu mới trả lời với ông là Aaron chứ không phải là Aaron giống như cách ông đọc. Thế là ông đã chỉ vào mặt cậu và chửi cậu một mạch và đuổi cậu ra khỏi lớp. Đây là một cái phân cảnh ở trong cái bộ phim khá là hài hước. 68k like và 36.000 lượt comment và 25.805 lượt chia sẻ, và sử dụng cái yếu tố là ugly. Bạn nào mà chưa biết yếu tố về ugly á thì mình search trên này. Yếu tố ugly là yếu tố hay sử dụng ở trong mùa lễ Giáng sinh, nó dễ dạng cái kiểu đen len ở trên áo thun á, tại vì áo thun chỉ là dạng cốt tông pha với một tí poly thôi. Thì ở đây là người ta sẽ sử dụng kiểu dẻ dẻ như vậy, gọi là ugly, mình có thể gõ là pattern. Đây, rất là nhiều người dạng ugly dẻ đen len á, có thể tạo ra mình sử dụng cho cái mẫu của mình. Và ở dưới đây cũng sử dụng cái kiểu pattern là ugly. Đây là nhân vật Sun Goku trong truyện. Trước sắc trưởng thì nhân vật sẽ nói là Kamehameha. 63k like, 7.900 lượt comment và 23.905 lượt chia sẻ. Rồi tiếp theo cũng là sử dụng cái cách thiết kế theo kiểu ugly. Và cái ngách ở trong đấy là cái ngách mà hot roll, thì bạn nào mà chưa biết thì mình cũng tìm luôn. Hot roll đây, đây là một cái ngách mà xe hơi đời cổ, nếu mà chưa biết thì mình sẽ search đó. Đây là những loại xe hơi đời cổ á, người thích đam mê xe hơi cổ thì sẽ biết cái này rồi. 83k like, 22.863 lượt chia sẻ và 5.200 lượt bình luận. Cái này cũng sử dụng yếu tố ugly, in trên áo sweatshirt tay dài không có cổ á. Thì ở đây người ta sử dụng nhân vật là Nightmare Before Christmas. Đây, nhân vật này, nhân vật này, đây, nhân vật này, đây. Để mà cho nhân vật này đội cái nón Giáng sinh lên, và bạn cũng 55k like và 2.000 lượt chia sẻ, 4.600 lượt comment, rất là tốt. Ở đây là cái mẫu mà cái thương hiệu mà nổi tiếng ở bên Mỹ á, cái công ty lâu đời nhất về sản xuất thiệp và thư chúc mừng và cái lễ Giáng sinh ở bên Mỹ, và sau này là phát triển thêm những cái sản phẩm khác như về sản xuất phim, sản xuất về kịch hài này kia cho Giáng sinh thôi.
Thì đây là câu câu này thì mình dịch ra mình cũng không có hiểu nghĩa của nó. Ở phần dưới đây ấy, là người ta thay thế qua một cái hình khác liên quan đến ngày lễ Giáng sinh, đó là có cái nhân vật Snoopy ở trong cái The Peanut Movie. Thì chỉ thay thế mỗi vậy thôi, cái xe này thay thế bằng nhân vật đó và bán cũng 14k like, 879 lượt comment. Còn trên đây là 133k like, 37 lượt comment và 59.000 lượt chia sẻ. Dưới này ấy, thì người ta bán sản phẩm về cốc thì 25k like, 11.000 lượt comment và 11.000 lượt chia sẻ. Người ta thay thế mỗi cái từ search thành từ mug hoặc từ cốc này. Còn dịch nghĩa thì mình dịch không được, cái từ này mình không biết dịch làm sao nữa. Ok, còn qua đây ấy, thì người ta bán ở trên Bankit là cái chăn mùng mền á, chăn mền á, 6.200 lượt like, 212 lượt comment và 583 lượt chia sẻ. Chỉ thay thế qua sản phẩm mắc rồi từ áo rồi qua áo sweatshirt này, là áo tay dài mà giống kiểu áo hoodie á, áo nỉ á, áo hoodie á mà không có cổ. Ở dưới đây thì sử dụng yếu tố là tiếp tục là Python Ugly tiếp, và có con chó Pitbull trong đây. Thì ở trong đây nó có dòng chữ là Merry Christmas, nhưng mà người ta không sử dụng chữ Quiz mà người ta thay thế chữ Quiz bằng chữ Pit. Pit là viết tắt của Pitbull đấy. Thì cái từ Pit rap với cái từ Mad đây thì mình cũng không có hiểu nó có ý nghĩa là gì. Bạn nào mà rành được tiếng Anh thì có thể biết, hoặc là có cái để sống ở bên đấy thì mình nghĩ là biết cái phần này, nhưng mình sẽ không đào sâu, chỉ biết là người ta ghép cho được và bán là 25k like, 1.800 lượt comment, 7.100 lượt chia sẻ. Và có thêm gắn thêm hai cái sừng nữa cho đúng cái kiểu có con tuần lộc cho đúng Giáng sinh á, có bông tuyết xung quanh. Ở dưới đây thì cũng kiểu chế giống như trên là Merry Christmas ấy, thì người ta sẽ không thay thế bằng Merry Christmas mà người ta sửa lại, người ta sẽ không để là Merry Christmas mà người ta sửa lại thành Merry Chumas, kèm theo là sử dụng thêm cái từ mà ông Chum ông trở thành quen thuộc với cái từ này rồi, khi mà ông đương nhiệm tổng thống Mỹ thì ông nói là Make America Quiz Again. Thì ở đây người ta thay thế là Make Christmas là làm cho lễ Giáng sinh tuyệt vời trở lại, thay vì là để như lúc đầu. Và cái phần mà Merry Christmas ở đây ấy, là đã được thay thế với Christmas đây rồi, 21k like, 1.000 lượt comment và 2.400 lượt chia sẻ. Có đội cả nón ông già Noel cho đúng không khí này, và răng dây điện xung quanh. Cái sản phẩm tiếp theo là sản phẩm bên túi giả. Thì cái này ấy, thì anh em có thể search ở trên đây là t-shirt một dạng, anh em có thể tìm trên đây, đây cho nó thêm dây điện đội nón ông già Noel vào là bán được rồi, tại vì ở đây người ta đã bán được mà. Chỉ thay thế thêm cái đội nón và thêm dây điện thôi, cái mẫu bình thường như vậy đã bán tốt rồi, bán tốt trước đây rồi, bây giờ chỉ thay thế thêm cái phần tử này thôi là bán được rồi. Và mình đã tìm lang thang mình tìm thấy có cái mẫu này nhưng mà chưa có dây điện á, thì bạn nào mà thích thử với con tuần lộc đấy thì có thể thử. 10k like, 1.000 lượt comment và 5.300 lượt chia sẻ, cũng lại thay thế dây điện đây. Đây là cái mẫu mà bán tốt trước đây rồi, không có dây điện, nhưng mà khi mà có không khí Noel rồi ấy, thì có dây điện nhấp nháy xung quanh đây. Sử dụng kết hợp giữa nhân vật The Grinch và Snoopy kiểu đổi áo cho nhau ấy. Rồi friend đây là cái chữ mà ở trong cái phim là những người bạn ấy, friend ấy, kết hợp lại là bán 21k like, 1.600 lượt comment và 3.900 lượt chia sẻ. Ba yếu tố, ba bộ phim kết hợp cả cái mùa lễ Giáng sinh và bán khá là tốt. Dưới đây là con gà đây, bán 7.100k like, 931 lượt comment, 2.900 lượt chia sẻ. Cũng cho con gà một xíu dây điện Giáng sinh. Dưới đây thì giống cái mẫu ở trên, thì thay vì là The Beatles thì lại sửa lại thành Merry Christmas.
5.200 lượt like, 84 lượt comment và 445 lượt chia sẻ. Dưới đây là cái con rái cá, con Otto. Thì mình tìm những cái sản phẩm liên quan đến con này hiện mình thấy không có nhiều, nên mình cũng muốn đưa vào cái case study này để bạn nào mà muốn bán bên cái ngách family mà kiểu yêu thương ly dị, người ta sống hạnh phúc ấy, thì là con rái cá đây. Bởi vì tập tính của nó là khi mà hai con rái cá đi với nhau ấy, là nó rất là bảo vệ nhau, yêu thương nhau đến chết luôn đấy. Thì nó cùng xây dựng cái nhà của nó ở trên cái hồ, cái ao hoặc là con sông gì đó, xây dựng thành cái đế chế của nó luôn. Thì con này thường được ví về một tình yêu vĩnh cửu. Thì ở đây là bán 3.600 k like và 751 lượt comment, 1.200 lượt chia sẻ. Thì các bạn có cái mẫu nào mà tốt ấy, thì có thể câu quất, có thể thay thế con này vô bán xem sao, cũng có ý nghĩa của nó. Ở dưới đây là sử dụng yếu tố lấp lánh. Và ở bên Christmas ấy, thì các bạn để ý rằng là họ hay sử dụng cái tông màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá cây. Thì ở đây là người ta bán cho ngách về rượu, có đội nón lên 90k like và 6.200 lượt comment, 6.400 lượt chia sẻ. Thì đây thì sử dụng cái nhân vật bên Nightmare Before Christmas, nhân vật hồi nãy ấy. Cái nhân vật đây này, cái đầu của nhân vật đây, bỏ vô và cũng hiệu ứng trên đây, lấp lánh, cả bông tuyết vào, 10k like, 2.300 lượt comment và 2.600 lượt chia sẻ. Thì đây cũng sử dụng hiệu ứng giống như trên, nhưng mà đôi chân có đội cái nón Giáng sinh và có kẻ nơ, thì bén cho cái ngách bên mũ ba lê, 6.800 lượt like, 2.300 lượt comment và 1.300 lượt chia sẻ. Ở đây thì có ông già Noel và ông có cái tiếng cười là ho ho ho, và cái dòng chữ ở dưới á thì Happy Holiday, nhưng mà cái người design ấy, họ đã sửa thành Happy Holiday đến cho cái ngách mà LGBT, ngách bên người đồng tính á, và có 7 sắc cầu vồng biểu tượng là cái màu sắc của người đồng tính á. Sử dụng cái cách thiết kế kiểu ugly á, kiểu giả len á. 16k like, 4.300 lượt comment và 6.500 lượt chia sẻ. Ở dưới đây ấy là về cái bộ phim là National Lampoon Christmas Vacation. Cái kiểu thiết kế này là kiểu thiết kế kiểu tưởng nhớ, tưởng niệm, hồi ức. Có thể là cho người chết, hoặc là kể cả người sống, hoặc là kể cả những cái hồi ức mà trước đây người ta đã từng có về cái nhân vật đó, về cái bộ phim đó. Thì bán 56k like, 4.000 lượt comment và 14.000 lượt chia sẻ. Thì cái kiểu này ấy, mình đã chia sẻ trước đây ở trên site của Vũ Adai rồi, thì các bạn có thể coi ở trên đây. Mình có thể coi, mình tìm ở trên đây này. Mình đã để trên đây rồi. Đây, bài đấy đây. Thì mình sẽ cập nhật cái bài đấy ở trong cái bài viết mình đang demo, case study. Đây, cái bài đấy đây. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thiết kế, cách bố cục của về cái dạng này thôi, cũng có trong đây luôn, để rất nhiều nét khác nhau. Nhưng mà do là cái bộ phim này liên quan đến Christmas nên nó chỉ hợp để bán về Christmas thôi. Về cái bố cục tại sao nó như vậy thì mình đã giải thích bên bàn kia rồi. Tiếp theo là cái kiểu cây thông, một cái hình tượng ở trong Giáng sinh luôn. Thì người ta đây, người ta bán cho ngách con mèo đen, xếp những con mèo đen thành cây thông, 26k like, 22.000 lượt comment, 6.100 lượt chia sẻ. Ở dưới đây thì người ta sử dụng cái nhân vật nổi tiếng ở bên Mỹ và những cái nhân vật hư cấu mà ông thường diễn xuất trên đôi bàn tay của ông á, con rối trên tay của ông á, đến 40k like và 1.300 lượt comment, 5.800 lượt chia sẻ. Ông này tên là Jeff Duham, ông này cũng 58 tuổi rồi. Mình có thể tìm hiểu thêm, cũng ghép những cái con vật của ống hay diễn á, thành vài ống đứng ở trong thành một cây thông. Con vật của ống đây, cho các bạn coi hình ảnh sơ qua đây, là những cái con vật mà ống hay diễn. Ống bỏ tay vào trong và ống chỉ có điều khiển giọng nói và nó hé miệng như thế nào đó, thì ống chỉ có sử dụng tay của ống để điều khiển giống như con rối á. Đây. Ôi. Và mẫu này là con nhân vật trong phim Minion rồi.
Minion, bạn nào chưa biết thì mình sẽ thử Minion. Đây, mình bật Minion trên màn hình thì xếp thành cây thông đến 3.300 kala, 1.200 lượt comment và 567 lượt chia sẻ. Tất cả những sản phẩm này đều liên quan đến JMAC, nên bạn nào mà tốt về DM, backup tốt về tài khoản via vùng này kia thì các bạn có thể chạy. Groot đây là một nhân vật ở trong phim Star Wars. Đây, Groot trong nhân vật Star Wars, nhân vật hư cấu đứng đại diện ra để mà đứng về công lý á, có đưa những cái sợi dây của Christmas treo lên và đứng ra giống như là cây thông á, cái đèn ấy, đứng ra kiểu giống như cây thông, trang trí thêm những cái đèn nữa để có cả ngôi sao nữa này. 11 k like, 3.000 lượt comment và 3.800 lượt chia sẻ. Tiếp tục sử dụng về cây thông và răng đèn thì người ta sử dụng cho cái ngách, đó là trong cái bộ phim là L 2013. Thì mình sẽ search thử cho các bạn con L 2013. Đây là có bộ phim trẻ em hoạt hình về dưỡng sinh luôn. Cũng sử dụng một vài yếu tố các bạn coi sơ qua để biết sau này có gặp ấy. Bốn nghìn ba trăm lượt like, 1.300 lượt comment, 1.000 lượt chia sẻ. Ở dưới đây ấy là cái mẫu này người ta đã bán tốt ở trên Elthun rồi, Sorry American Full á, thì bây giờ người ta đã chuyển qua bên áo 3D. Áo 3D có nghĩa là in chèn ra ngoài cái tay áo vậy, thì bán 8.600 cái like, 1.400 lượt comment, 2.700 lượt chia sẻ. Cái nhân vật trong đây ấy là cái nhân vật ở trong cái bộ phim là National Lampoon Vacation Christmas, bộ phim hồi nãy mình giới thiệu là cái nhân vật này trong phim này. Và có một cái phân đoạn mà ông ta nói với mà ông ta rất là hài hước nói ở trong bộ phim ấy, là The Sister Fool. Đây, The Sister Fool kiểu hài hước ở trong bộ phim, và là cái phân cảnh mà cái người xem họ rất là thích cái khúc này, hài hước. Kể cả nhạc thì cũng theo kiểu nhạc Giáng sinh kiểu thập niên 60-70 á, không có nhiều âm thanh mix nhiều á, thì đã thay thế bằng nhân vật là Tổng thống Donald Trump ở đây. Thay vì câu nói là Sister Eiffel á thì sửa thành America Eiffel, kiểu vừa châm biếm này, kiểu vừa vui vẻ này kia. Qua cái mẫu tiếp theo thì cái mẫu quất này đã bán tốt bình thường ở trên áo trước đây rồi. Chết ở girl who love book and dog, chết ở girl who love care and fishing, chết ở girl who love book and farming. Những cái ngách, bỏ nhiều ngách vào trong thì ở đây người ta sử dụng lại cái câu đó, nhưng mà người ta thêm cái yếu tố là đội nón vào trong và có thêm bông tuyết vào trong, bán 30k like. Chỉ đơn giản thôi, sửa đơn giản thôi, bán được rồi. 506 lượt comment, 1.100 lượt chia sẻ. Và cái sản phẩm đặc biệt hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em muốn bán bên cái thị trường POD á, thì là cái Ornament đây. Thì là một cái sản phẩm treo trang trí cây thông. Tất cả những cái sản phẩm thiết kế ở trên áo thì các bạn có thể đưa trên cái miếng để treo cây thông như vậy. Kiểu dạng đây á là người ta đã thêm cái dạng custom để cho thêm ra hiệu ứng, có thể thêm tên của hai cái con vật mà người ta nuôi trong đây, có thể custom theo hình ảnh thay đổi một cái con vật khác đi kèm một con duck hot trong đây. Trong đây là đều là hai con duck hot nhưng mà nó chỉ là màu khác nhau thôi. 21k like, 3.600 lượt comment và 8.500 lượt chia sẻ. Thì cái dạng này ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái platform ở bên Digili hoặc là Greenbay. Thì tới mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái Greenbay, cách sử dụng và cách bán ở bên đấy như thế nào. Thì Digili là chuyên về thị trường US, có thể bán được sản phẩm rất là tốt. Và mình cũng search qua về cái nhu cầu ở trên SC thì nó cực kỳ nhiều. SC thì cực kỳ nhiều. Đây, toàn bestseller không thôi.
rất nhiều bestseller về cái ornament đây. Đây cũng là một cái dạng bán tốt ở trên Etsy nè, 20k like, 7100 comment, 5000 lượt chia sẻ. Thì cái tay của nhân vật The Vic, thay vì cầm quả bóng ở trong bộ phim The Vic á, thì cầm bằng khẩu trang bắt đúng với trend Covid năm nay luôn. Thì mẫu này thì bán tốt ở trên áo trước đây rồi, giờ đưa qua bán ở trên ornament đây, và theo dạng custom name, sửa tên ở đây, năm mắt của cha, năm mắt của mẹ, hai người để cho người đã khuất. Đây là nhân vật Yurik đây, mình sẽ search lại cái nhân vật Yurik. Nhân vật Yurik cánh tay quen thuộc đây này, tay cầm quả bóng này, đi chơi tuyết này, thì người ta sử dụng cầm Nightmare Before Christmas này. 15k like, 2700 comment, 6100 chia sẻ. Dưới đây là bán cho cái ngách hippie, cái logo của hippie á. Mình sẽ search thử cho anh em coi hippie này. Hippie logo. Đây. Này những cái người mà theo một phong cách ăn mặc không giống ai hết, và thời kỳ 60-70 không giống ai hết, đầu đội hoa và ăn mặc một cách kỳ dị á. Áo thì sử dụng những cái họa tiết theo kiểu tire dry hoặc là những cái bông hoa của người da đỏ. Áo kiểu tire dry đây, logo 10k like, 906 lượt comment, 2600 lượt chia sẻ. Dưới đây thì bán cho cái ngách ung thư, cái biểu tượng của bên cái căn bệnh ung thư. Tuy nhiên là nó màu khác so với cái màu cancer, là cái màu ung thư vú bình thường là màu hồng, còn cái này là bệnh ung thư kiểu khác. 4000 lượt like, 394 lượt comment và 1300 lượt chia sẻ. Cái sản phẩm dưới đây thì cũng là sản phẩm in 3D này, in tràn này, full tràn. Cái logo ở trong đây và nhân vật ở trong đây thuộc ngách hip hop, và logo của bên cái ngách Wu-Tang. Cái ngách này thì tiêm nặng Wu-Tang đây. Đây, cái nhóm này, nhóm Wu-Tang. Mình sẽ ra ngoài Google tìm xem. Đây là nhóm nhạc hip hop người Mỹ. Đó, đây chỉ thay thế là những cái yếu tố ấp lì liên quan đến áo len thôi, chứ thực chất là nó in trên cái áo cotton, áo chất đây. Tiếp theo ở dưới là bán cho cái ngách bên Harry Potter, trong bộ phim Harry Potter, ba nhân vật trong phim Harry Potter đây. Tuy nhiên để lách qua bản quyền ấy, thì người ta đã vẽ dưới dạng chibi và sử dụng cái sừng tuần lọc, và anh chàng nhân vật chính ấy thì cho đeo những cái dây trang trí Noel. Và anh chàng tiếp theo là đội cái nón, ba người bạn này đi chung với nhau. 10k like, 686 lượt comment và 927 lượt chia sẻ. Dưới đây cũng giống như ở trên cách thiết kế luôn, và bán cho những cái người bán cho cái nhóm người bên Mexico á. Thì bên đấy có cái lễ hội người chết á, thường trang trí ở trên cái đầu nâu á, là những cái họa tiết màu sắc trên đầu nâu, thì có sừng tuần lọc này, đeo những cái dây đèn giáng sinh này, và đội nón cũng giống như thiết kế trên. 6900 lượt like, 636 lượt comment và 2000 lượt chia sẻ. Ở dưới đây thì bán cho cái ngách Star Wars đây, trong bộ phim ảo tưởng, bộ phim viễn tưởng bên Mỹ, nhân vật Star Wars trong đây. 5100 lượt like, 634 lượt comment, 1500 lượt chia sẻ. Dưới đây thì thay thế cũng kiểu thiết kế đấy, nhưng mà chỉ thay thế bằng những con vật khác thôi, con chó thôi. 4300 lượt like, 351 lượt comment và 1100 lượt chia sẻ. Dưới đây thay thế bằng con bò, đội nón rồi con thì sừng, con tuần lọc, con ấy thì chỉ đeo sợi dây trang trí Noel thôi. 4200 lượt like, 1400 lượt comment, 1300 lượt chia sẻ. Đây là cái nhân vật ở trên thì mình có phân tích rồi. Câu nói quen thuộc của ông Donald Trump ấy, thì là Make
America Great Again, thì thay thành là Make Christmas Great Again, làm cho cái ngày lễ Giáng sinh tuyệt vời một lần nữa. 6.600 lượt like, 2.009 lượt comment và 4.008 lượt chia sẻ. Sử dụng yếu tố ắc lì trong đây, và cái mẫu này cũng sử dụng yếu tố ắc lì và bán cho cái người mà có nguồn gốc nước Anh và đang sống tại Mỹ. Thì trước đây là cái sản phẩm này là bán ở bên Áo thun á, thì nó là cái cây bình thường, ở dưới thì bộ rễ thì ông nói rồi, ở trên là cái cây bình thường thôi. Còn đến cái lễ Giáng sinh á, thì thay bằng cái cây thông. 5.400 lượt like, 855 lượt comment, 1.400 lượt chia sẻ. Cái mẫu này mình sẽ search cái mẫu gốc của nó, gốc chỉ là một cái cây và rễ. Bây giờ lễ Giáng sinh thì người ta thay thế bằng thế này. Đó, thì mình muốn tổng kết đến bây giờ á, là vào cái dịp lễ Giáng sinh á, thì sẽ có những cái yếu tố kiểu như là ắc lì, giả nen á, và sử dụng cây thông, đèn Giáng sinh, kèm theo là những cái nhân vật ở trong những cái bộ phim nổi tiếng mà thời thơ ấu của người ta rồi, kèm theo bông tuyết này kia nữa, tuần lộc. Đó là những cái yếu tố mà giúp cái mẫu của mình có thể bán tốt vào cái mùa Noel năm nay. Thì mình thấy là cái ý tưởng bên mùa Giáng sinh á, thì tương đối dễ so với những cái mùa khác, nên các bạn nào mà muốn x3 x4 doanh thu năm nay ấy, thì hãy tập trung vào cái thời điểm này. Tuy nhiên hiện tại là rất nhiều anh em, kể cả team mình, cũng đang nằm chờ qua cái đợt mà bầu cử tháng 11, đầu tháng 11 đây thì mới bắt đầu đánh mạnh về ad được. Còn hiện tại là đang tập trung vào vấn đề sản xuất design thôi. Bây giờ lao vào ấy thì sẽ tốn rất là nhiều cái nguồn tài nguyên, nó sẽ không đáng so với công sức của mình bỏ ra, nên mình cũng hiểu phần nào cái khó khăn của anh em trong thời điểm hiện tại. Nên anh em cứ cố gắng cập nhật kiến thức, cập nhật thông tin liên tục. Nếu mà sợ trễ thì cứ vào trong cái group Facebook của Vũ Hai Đây, Telegram và Zalo, thì để cùng nắm bắt những xu hướng và những cái tin tức mới nhất, khi mà anh em có sự cố hoặc là muốn cập nhật gì đó thì đều nằm ở trong đó hết, thì tất cả anh em đều giúp đỡ nhau ở trong đó. Thì cái video này đến đây là kết thúc. Nếu mà bạn nào mà thấy hay và dễ hiểu thì cho mình một like và một share, kèm theo dõi những cái video tiếp theo của Vũ Hai Đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.